cơ quan phòng chống tội phạm Thái Lan cho biết, 1 triệu phú người Phần Lan đã mất 5.564 đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin trong một vụ lừa đảo mà cơ quan này điều tra trong suốt 6 tháng qua. Theo đó, người này đã bị một nhóm đối tượng người Thái lừa mua cổ phiếu 3 công ty, đổ tiền vào một casino và một loại tiền ảo mới có tên là Dragon Coin. Những kẻ lừa đảo thuyết phục rằng Dragon Coin sẽ được sử dụng tại một casino ở Macau. Hiện 51 tài khoản ngân hàng đã bị phong tỏa để điều tra. Các loại tài sản ảo đang ngày càng phổ biến trong giao dịch và thanh toán, nhưng cũng bị lợi dụng trong các phi vụ lừa đảo tinh vi do giao dịch khó theo dấu.